shit regardless. Như các bạn đã biết, trà sữa là đồ uống có giá cốt thấp thứ hai của quán trà. Không những thế, trà sữa là đồ uống quen thuộc, có lượng khách cực kỳ đông đảo. Bài học lần này, trà sữa nóng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống cốt thấp, lại cao. Bước 1. Ủ trà cho một tép Lipton vào cốc sứ. Rót 150ml nước sôi vào cốc. Ủ trong 3 phút. Hoàn thành bước 1. Bước 2. Tạo vị. Rót 10ml đường, 20ml sữa đặc vào cốc. Khuấy đều lên. Hoàn thành bước 2. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Rót 60ml sữa tươi vào bình sục sữa. Sục bọt sữa. Rót bọt sữa vào cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé. Hoàn thành bước 3. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào cốc sứ. Rót 150ml nước sôi vào cốc. Ủ trong 3 phút. Bước 2. Tạo vị. Rót 10ml đường và 20ml sữa đặc vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Rót 60ml sữa tươi vào bình sục sữa. Sục bọt sữa. Rót bọt sữa vào cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé.